Rồi, hiện tại anh em chúng tôi đến đây là dừng chân thôi, làm ít đồ ăn đã. Đói lắm rồi, đi cả sáng rồi. Hiện tại là 12 giờ 30 phút rồi. Rồi, đi cả sáng rồi hết người luôn. Bây giờ phải dừng chân làm năng lượng tiếp đã. Còn bây giờ di chuyển về còn là một chặng đường dài nữa. Đây, anh em chúng tôi có mấy món đơn giản này thôi. Còn hai con Lá này mắc là mật. Đâu đâu, lá mắc mật đâu em? quê mật kìa. Đâu xem nào. Đấy, hương vị đồ nướng của anh em chúng tôi là không thể thiếu. Mắc mật này. Những cái gói kia là cơm nắm nhá các bác nhá. Đâu em mở ra xem nào, mở mấy gói cơm ra xem nào. Gói bên. Mở ra đi à, tí mở. À tí mở ra nhỉ. Chai rượu. Thôi hai anh em chúng tôi mỗi người một việc. Không, nướng đây, anh em chúng tôi làm cái kẹp nướng đó. Đấy, thái miếng to to một tí, gấp vào. Làm thịt thì mình cũng cần giấm lấy và để mấy cục nước màu nó hay cho biết em làm cái con nhớ là cô ra đây. Mới là tao lúc mà nó lăn phải quay ra này. Được gì nhiều? Ừ? Cái gì Đâu cho không em nào? Đâu ra xem nào? Em được nhiều không? Hôm nay mấy em mới được bằng này thôi, không được nhiều đâu, ăn nặng nướng đó. kiểu đi chơi. Chơi thôi, đâu xem Đấy. cô được nhiều. Này. Măng à? Măng. Không thấy chỉ được cái nấm cây nào sáng nay. Ô, chỉ được măng nữa. Không gặp cái nấm. Này, người ta được mình cả nấm ngọc cầu hàng cả bao vậy à? Đấy và với chuối này này. Không được ngọc cầu đến nào mới được mang nữa. Không gặp về sáng nay ra cửa không may mắn nè. Ô nhỉ, kiếm khó phết nhỉ, nấm ngọc cầu ấy. Phải dễ lắm Có nữa, có gặp bắt không? mới Bắt biết gì được. không? Bắt thì có nhiều. Thế nhỉ, thế đội con trai đi tốt con trai đi được nhiều hơn. Này, nấm ngọc cầu ấy kiểu luôn. Được mang Thế chứ thôi. nhỉ? À, bố lấy bột canh hả bố? Lấy bột canh đi tắm hay à? Măng nướng cả vỏ ngon thế này. Cảm gì vậy? Nướng cả vỏ thế này được hàn hàn á. Không biết cái chảo đấy nữa. Thế này thì được à? Ở đấy đúng rồi, gấp 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 cái ô cái to quá, cái cây xiên cái to quá, làm bé bé thôi. Rồi. Nhiều thịt mà. Ướp 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 nhiều gia vị một tí. Gấp rồi, một canh mày chấm muối về nè. Cả vỏ ngon. Cái măng da này nướng cả vỏ ngon mà, không nướng nướng như thế cũng được, nướng như thế phải quay. Cứ làm đi, cứ làm hai cái hai ấy đi. Mẹ thằng nó đi trước á. Cái ta cậy. Ba lúa cái nó bén nè. Bác. Thế thì lấy mấy mấy ấy măng nè. Đây này ngay 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 đây có này, ngay trên này này. Tan cố thì nó có nó là lưu khẩn là mày mới méo mày có méo không có khát do cái do cái của mày có mưu tan có kín hơn của cái cổ lực hết rồi nó thế thì lấy không lấy măng bây giờ về nướng rồi này cái này không em lấy cốc đựng rượu à là cái này làm cốc á hay ấy nhỉ yeah. Lấy phần non thôi đừng bóc bóc vỏ ra hết nhá để nướng cả 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 cái búp luôn nó mới ngon. Năm trước người ta ở đây trồng ngô nhiều lắm, năm nay thì có sắn đấy nhỉ, có sắn ngon đấy nhỉ, sắn nương ấy.
Đây không phải lá mắc khén nhá, hay là cái lá gì nhá các bác nhá. Đây là lá mắc mật đấy. Đấy. Thì anh em chúng tôi là dù có đi đâu ấy thì cũng phải là mang theo, hoặc là trong nó có sắn ở trong rừng cũng có. Cái lá này rất thơm. Đây cái gia vị đặc trưng của người Lạng Sơn. Chuyên những cái này làm lợn quay này, lợn quay với vịt quay mà làm món vịt đấy là không có cái lá mắc mật này là không thành ăn đâu. Cho nhiều một tí, cho cái lá này vào cái đầu này. À, đúng rồi, cho đầu kia để thơm. Cái lá này nướng không ăn thơm mà. Không. Đi lấy cái gốc cây rồi, lấy về để luộc mà, lấy cái ngọn à? Lấy luộc á? Lấy đúng rồi, lấy cái non thôi. Cái bóc kia vậy. Lấy một ít mà. Đấy mẹ, nướng như nướng ngô ấy. Chắc các bác là chưa được nướng kiểu này ăn bao giờ đâu nhỉ. Mang ngày nướng cái này chúng tôi được ăn nhiều rồi. Chấm một canh. Chấm cho ít hạt mắc khén. Nữa là ngon. Măng nướng. Có ốc không nhỉ? Tí nhặt đấy ốc nhỉ? Chiều tối á, không thì nhặt về nhỉ, tối về làm được đấy. Ôi ôi. Đấy, ôi ôi, em phí đấy, đã bảo rồi. Kiểu nó kiểu dạng như luộc ấy mà. Cái kia mới phải non, còn đắng bây giờ đã ăn được đâu. Nó phải để lâu mà. Nó ra ấy đâu. Để hỏng hết rồi mà. Đúng cái đoạn kia đoạn non. Này các bác xem này, anh em chúng tôi chế trong các loại chế luôn. Này, lấy cái ống cái tre về để luộc măng. Lấy thêm đi. Cho lá mắc mật xuống đi. Cho lá mắc mật, cho ít bột canh đi. Cho ít bột canh xuống, cho hết đi. Để nó thơm măng. À không, bảo là lá mắc mật mà. Lá mắc mật cho xuống hết đi. Đây nhá các bác nhá, rất buồn cười nhá. Cái món măng này, anh em chúng tôi là luộc với lá mắc mật trong ống tre nhá. Chắc là lần đầu tiên các bác là được thấy đấy. Đây nhá, còn đây là cái món măng này gọi là măng rang. Măng này anh em chúng tôi đem nướng. Nhìn buồn cười lắm, cháy đen hết rồi. Nhưng mà đấy là cái vỏ thôi, tí bóc ra ở trong ấy thì mới ngon. Được rồi nhỉ. Bỏ cái xiên thịt vào được rồi. Chín rồi ấy nhỉ. Đấy như thế mà. Đấy để cái vỏ nó mới thơm. Đúng thịt rồi. Đấy để. Đi lấy lá chuối em ạ. Lá chuối nhỉ. Bạn kính. Úi măng. Được rồi nhỉ. Còn hơi nóng đúng không? Rút ra đi, rút măng ra đi. Măng ra cho đây. Rút măng ra được rồi. Không, cái ngon. Phải chấm ngon không? Ngon, ăn được rồi. Ăn được à? Ừ. Đấy, chấm một canh ngon mà. Nó bật. Bóc cái vịt. Thế nào? Bạp nhé, gì chứ Vinh à? Cầm như thế làm sao cầm được suốt em? Lấy cái đá chèn vào ấy. Đây. Lấy cái đá chèn vào, đúng rồi. Được rồi. Bên kia, đâu bên kia mà. Ngon rồi nhỉ. Cái măng này măng xào với lá mắc mật thì anh em chúng tôi thì ăn thường xuyên rồi, còn cái măng luộc với lá mắc mật trong ống tre này anh em là chúng tôi cũng mới làm đầu tiên đấy. Chả biết là cái mùi vị như nào, còn cái măng nướng ấy nãy tôi thử một tí cảm giác ngon các bác ạ. Xoay được, để cái thịt nhá. Còn cái măng luộc kia thì cứ để nó đi, thoải mái đi. Đấy, nhớ để cái thịt đấy. Có mỗi cái chút này là đi ăn kèm với cơm thôi. Cho kia anh em chúng tôi chờ đợi là làm một chén trước.
Cái này, rượu này là rượu chứa hột nhá các bác nhá. Rượu chứa hột anh em chúng tôi ngâm ấy. Hôm nay mang đi theo. À đây à. Hôm nay mang đi theo để làm ngon. Ui giời. Cảm giác thế nào? Quá ngon. Anh uống không? Uống chứ, là chén chứ. Quay phim uống chứ. Làm chén chứ, nhà sao không làm? Cái mùi thơm các bạn ạ. Chả biết thơm rượu chuối hay là thơm từ trong cái ống măng này. Chúng tôi lấy cái ống cây măng này về làm mà, lấy cái đoạn non về làm cái chén mà, buồn cười lắm. Làm thêm bốc lên cho ngon. Việt sao ấy. Đậm mắm vào đây. Ngon nhỉ? Ngon ạ. Sôi chưa? Cái món kia sôi chưa? Chưa, sao rồi. Cho củi nữa mới được nhỉ. Cái thịt hơi cháy ấy, Hưng ạ. À, em ơi, cho ra một tí đi, không cái lá mắc mật cháy hết bây giờ. Đốt cả đi, ấy là đảo như thế này. Thôi có văn đấy. Cái măng anh em chúng tôi chưa sôi các bạn ạ. Có sụt dưới sủi bọt rồi đấy, sắp sôi rồi. Là mắc mật. Chỉ 2 rồi. Nhanh thôi nhỉ. Nhưng mà đợi một tí nữa. Thơm nhỉ, thơm mắc mật cực kỳ luôn. Đấy, xé ra như thế là vắt cái chanh với bột canh chấm thì ăn thì đúng là tuyệt vời thật. Cái món này đúng là đi rừng thì bỏ qua món này đúng là tiếc. Đấy cho xuống túi bóng đi. Đấy, đấy, đấy là những cái chén anh em chúng tôi tự chế. Cảm giác nào? Ngon quá. Ngon là có đắng nữa không? Không. Nó cho mắc mật xuống nó có vị như nào? Có mùi mắc mật. Ngon lắm. Sướng nhà tuyệt vời luôn. Cái món này về có khi luộc này không ngon như ở đây đâu nhỉ? Không, nhà luộc không ngon bằng này đâu. Măng à, ống tre mà. Nó tuyệt vời là nướng ở cái ống tre. Nó cái mùi thơm ấy của cái tre ấy. Nữa xong rồi là kết hợp với lá mắc mật này. Thì nó tạo nên cái vị nó riêng biệt hơn. Ơi, nha, mời anh nha. Mời em. Mời mình kia đó. Nè. Nè. Mời. Rồi, mời anh em nha. Thử đi, thử cái món thịt nướng kia kìa. Ngon, ngon quá. Ngon thật, ngon thật. Nướng ăn nóng mặt thôi. Được không? Hộp dĩa ớt ngon nhỉ. Mắc khén kìa. Nhờ mắc khén tươi. Hôm nay anh em chúng tôi đi rừng lại quên mất cái mắc khén khô để ở nhà đi. Thế là anh em mắc khén tươi định lấy về nướng rồi nhưng mà thôi. Hôm nay có mắc mật với có gừng rồi. Thế thì thôi. Để hôm khác thì làm món mắc khén sau nhé các bác nhé. Quan trọng là cái này. Cái này kìa, anh phải ngâm bao nhiêu lâu mới được đấy. Đây là rượu chiếu hột đây em ạ. Thử xem vị nào. Đấy cái chuối mình đang đi lấy này này. Đấy. Ngon thật. Vị. Ấy cơm hết đổ đi ạ, phía cơm hết đấy. Thường không uống được rồi. Chưa đủ 18 tuổi uống ít. Đấy làm đi anh. Ôi giời. Cái món này vắt chanh xuống ngon nhỉ. Không biết à. Cái cơm này anh em chúng tôi đi rừng nấu khó lắm. Thế là nắm đi như thế này này các bạn. Nắm đi rừng như thế này ăn luôn. Thử đi, thử ăn 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 cái măng nướng ấy. Cái măng nướng ấy. Mấy kìa. Măng nướng ấy. Cắt cái này hơi già. Cứ ăn phần non thôi. Ui cắt. Già ấy. Nó mới ngọt. Tôi ngồi quay. Làm buốc đi. Bác ơi. Cơm ấy. Mình mới làm kinh khổ nước lắm cái này. Tôi nghĩ là cái hạt cơm thì rượu ngon. Lẩu. Mình kín họ.
Rồi mời các bác nhá, tôi tạm nghỉ máy một tí để tôi vào chiến đấu cùng anh em đã. Anh em chúng tôi ăn sắp xong rồi thì cái món hoa chuối này, lúc nãy anh em chúng tôi nướng thì bây giờ mới thành. Đó, nhìn chả biết có ngon không. Chúng tôi thái ra, xong rồi cho xuống bát chanh xuống, để bột canh xuống nữa. Chắc ăn được đấy nhờ, món này ăn được đấy. Còn cái măng luộc thì có... tuyệt vời luôn các bác ạ. Thơm lắm. Các bác măng mật xuống á, măng mật tươi á. Thơm. Ăn được á, măng mật thì phải chế biến mới ngon chứ. Cho tươi thế thì biết ăn được không? Được, ăn quá ngon. Đây nó gia vị. Đảo đảo thế này. Ngon. Sợ chát rồi, cái hoa chuối thì hay chát lắm đấy. Đảo, đảo, đảo xem nào. Thế là không chát đâu, ngon đấy. Tiêu ấy mới lúc. Quá tuyệt. Ăn được không? Quá ngon. Vừa chua. Vừa chát tí rồi. Ăn bác bình thường. Ngon rồi. Chua chát mới phải ngon. Cái hương vị núi rừng nó lúc nào phải chua chát. Nó làm gì nó. Mắc mặt xuống là. Được. Nói thật quá. Thái đi, thái, thái hết đi thế à? Ngon. Thái hết đi. Ngon. Để kiếm gì nữa? Được, được. Mới nhấm rượu hết ý. Ấy, được quá. Chắn này, đây kiếm ra này. Ngon thật đây. Thử hẻ chắn đây kiếm ra. Ngon, ngon, ngon. Ừ, thử phép. Với cả một cái dục đống ăn ngon đấy. Thả lại miếng. À, mình cắt nữa. Người ta bắn nướng. Nướng lúc nào nó cái mùi chát của nó cũng bị chát nó cũng mất đi mà. Không ăn được đâu, thằng này. Mày không ăn được đâu, thằng này. Thế còn ít nhỉ. Ông ăn thế mới ngon, ăn kiểu như nhà hàng ấy, ăn từng món thôi. Đấy, 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 lúc đầu cứ tưởng không ăn được, thấy phải bóc cái ăn cái trong cái này à. Món hoa chuối của Mao đại ca ấy. Hơn cả Mao đại ca rồi. Hơn cả Mao đại ca. Ấy. Quá tuyệt vời. Nó mặt nhấp lùng bay. Đấy này to vớ được nè. Nhìn được đấy. Cái này không phải là đồ đồ cho chó đâu nhá. Rót đi, rượu đi làm chén nữa đi. Này cả mấy to bằng mấy to. Nhìn như tịt ấy. Cái món hoa chuối này à. Đúng là tuyệt vời nhỉ. Đấy nhỉ. À. Quá ngon. Đấy ăn hết đi, cái còn cái măng kia nữa, măng luộc kia nữa, không ngon mà. Măng ha nữa. Làm nhiều quá không ăn hết à? Thịt nó còn có ngon này. Làm cái rượu. Làm ăn tuyệt. Thiếu cả bún mày hết cả, ôn mày. Có mấy mùi rồi. Đấy, hết đâu. Đấy, món này hết này. Để sau ai anh no cũng cố, tại vì ngon quá mà các bạn. Đúng là cái hoa chuối rừng này cũng ngon. Kể cả là lấy về làm nộm này. Làm nộm ấy. Cũng ngon. Nó không phải là như hoa chuối ta nhà ấy, nó chát. Đấy, cho nên là cái hoa chuối, cái cây chuối này từ cái thân ấy là nó dễ ăn mà, cái lói ấy. Ăn nó ngọt như củ đậu ấy mà. Đấy, chẳng qua nó hơi có nhiều cái sơ tí thôi. Nhưng nó ngon. Tôi ăn một tí lên rồi, sợ. Ơi, ngon tuyệt thật. Đấy, còn ăn nữa này, măng này. Sợ thật đấy. Ngon. À, chuối ngon thật. Cái gì cũng ngon, măng ngon. Đói rồi, căn bản là đói thôi ba. Các bạn ăn luôn. Đó, cơm là chưa đói thế nào. Phải. Mình nằm mới nè. Rồi sau một hồi anh em chúng tôi đánh chén thì anh bây giờ dọn dẹp cái đống chiến trường này xong anh em chúng tôi tiếp tục di chuyển đi về thôi. Mệt quá rồi. Cơm nước nó say rồi. Dọn đi nhờ, dọn sạch đi. Đống này đi. Bởi vì mất nhiều máu với mấy đàn vắt đấy. Không có đâu, chỗ này ngồi nó không có đâu mà. Nó mình phải lên ven những cái gì ở rừng mới có mà, nó có phải vắt chỗ nào cũng ở đâu. Cái chỗ nào thoáng nó không có đâu.
13 giờ á. Đồ đạc anh em chúng tôi đây. Hôm nay đi chủ yếu là tìm nấm ngọc cầu với măng này. Không là chuối hột rừng này. Nhưng mà thực sự là không may mắn cho lắm. Nấm ngọc cầu hôm nay thì anh em chúng tôi thì được độ tầm 2 cân tươi này thôi, không được bao nhiêu lắm đâu. Chủ yếu là chuối hột rừng anh em chúng tôi được 2 bao. Và 1 bao măng thôi. Chả được bao nhiêu đâu. Rồi, bây giờ anh em chúng tôi là cùng nhau dọn dẹp những cái đống này xong rồi di chuyển đi về nhá các bác nhá.